Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án trong vụ Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, trong số đó bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô số tiền 304.000 tỷ đồng. Vậy bà Lan đã làm gì với số tiền khổng lồ này? Nó được hoán đổi, phù phép ra sao? Là điều mà những người đang theo dõi diễn biến phiên tòa đặc biệt quan tâm. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Giải mã bí ẩn phía sau hàng ngàn sổ hồng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo cáo buộc, từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB, 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện, trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và 14,9 triệu USD trong giai đoạn truy tố đã thu giữ hơn 55,4 ngàn tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 42 tài khoản, ngân hàng với tổng số tiền hơn 1,8 ngàn tỷ đồng và 8,4 triệu USD. Tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiến, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan. Cơ quan chức năng cũng kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng 6 bị can khác và các cá nhân đứng tên hộ kê biên 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc, Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác của bà Lan với tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. Đối với tài sản thể hiện tại 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhật Tân, Long An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã đề nghị được nhận lại số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận tiền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ, đồng thời chuyển số tiền công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân được nhận khi hoàn tất các thủ tục để khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan. Kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan, kê biên 137 triệu cổ phần của 5 công ty và ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản, bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam. Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên. Bên cạnh đó, trong giai đoạn điều tra truy tố đã thu giữ tổng cộng hơn 25.000 tỷ đồng và 5,3 triệu USD để khắc phục hậu quả cho các bị cáo. Ngoài ra, thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Cao Trí, cơ quan điều tra thu giữ tiền mặt khi khám xét người ông Nguyễn Cao Trí và nơi làm việc tổng cộng 93,9 tỷ đồng. Gia đình ông Trí đã nộp khắc phục số tiền là 640,7 tỷ đồng. Và đã bị kê biên 7 bất động sản. Tóm tắt diễn biến phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đem ra xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định là người cầm đầu, chủ mưu, đã phủ nhận mọi cáo buộc, thao túng ngân hàng SCB để phục vụ mục đích riêng. Bà Lan đưa ra nhiều quan điểm, lý giải không thao túng SCB, không chiếm đoạt tiền SCB mà đưa tài sản của gia tộc, người thân bạn bè để tái cơ cấu SCB nhưng thất bại. Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan từng bước nắm giữ, chi phối đến 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Từ đó, Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như là công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, rút tiền SCB sử dụng cho mục đích cá nhân.
Trong suốt một thập kỷ từ năm 2012 đến 2022, ngân hàng SCB đã phê duyệt và giải ngân hơn 2.500 khoản vay cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan với tổng số tiền lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% tổng số tiền cho vay của ngân hàng. Tính đến năm 2022, nhóm này vẫn còn 1.284 khoản vay chưa thanh toán, với số dư nợ tại SCB lên tới hơn 677.000 tỷ đồng, bao gồm gần 484.000 tỷ đồng tiền gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi. Những khoản vay này được xem là khó có khả năng thu hồi. Bị cáo Trương Mỹ Lan không chỉ nổi tiếng với các hành vi phạm tội, mà còn là một người nổi bật trong các hoạt động từ thiện và phòng chống dịch COVID-19. Bà đã nhận huân chương lao động hạng 3 từ Chủ tịch nước cùng với 31 bằng khen từ Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, Trương Mỹ Lan đã phạm nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm việc tổ chức và thực hiện chuỗi hành vi phạm tội một cách bài bản và gian dối trong suốt một thời gian dài, qua đó chiếm đoạt gây thiệt hại lớn cho nhà nước, nhân dân và SCB. Bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện các hành vi phạm tội này, bao gồm việc thực hiện các hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên và sử dụng các thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho bà về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và từ 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng với đó, trong giai đoạn thanh tra ngân hàng SCB, 18 bị cáo thuộc đoàn thanh tra, tổ giám sát của ngân hàng nhà nước và lãnh đạo cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cũng đã nhận tiền của SCB để bưng bít sai phạm, che giấu thực trạng tài chính yếu kém của ngân hàng. Trước tòa, hai bị cáo chủ chốt trong nhóm này là Đỗ Thị Nhàn và Nguyễn Văn Hưng đã có cuộc tranh luận về vai trò và trách nhiệm của mỗi người trong các sai phạm đã xảy ra. Đối với 66 bị cáo khác làm việc tại SCB và các tổ chức liên quan, họ đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng. Trong số này có 60 bị cáo làm việc trực tiếp tại SCB, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trong đó 2-3 người giữ chức vụ quản lý cấp cao. Viện Kiểm sát đánh giá, họ đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt một số tiền lớn từ ngân hàng và đề nghị án chung thân cho 3 cựu lãnh đạo cấp cao của SCB. Bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB đã trốn truy nã và xét xử vắng mặt, được cáo buộc ký hợp thức hồ sơ 479 khoản vay giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 189.000 tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 142.000 tỷ đồng. Bị cáo Bùi Anh Dũng và Võ Tấn Hoàng Văn cũng có những hành vi tương tự giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền lớn từ SCB và gây thiệt hại nặng nề cho ngân hàng. Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân do nhận hối lộ lên tới 5,2 triệu USD. Bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nhưng vẫn cần một mức án nghiêm khắc do hậu quả đặc biệt lớn mà vụ án đã gây ra. Các bị cáo còn lại trong vụ án được đề nghị án từ 3 năm tù treo đến 24 năm tù, với 15 bị cáo được đề nghị án treo, tùy theo mức độ phạm tội và vai trò cá nhân trong các hành vi sai phạm. Nỗi sợ hãi thường trực của cựu chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan. Trước đây, gia đình bị cáo luôn được sum vầy đoàn kết bên nhau. Nay vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát mỗi người một ngã. Không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung với nhau một bữa cơm nữa hay không. Trên chiếc xe tù dẫn giải từ tòa án về trại giam, tôi chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường. Đây là những lời sau cùng tại phiên tòa sơ thẩm đầy nước mắt của bị cáo Trương Mỹ Lan trước hội đồng xét xử, trước khi phiên tòa bắt đầu phần nghị án và tuyên án vào ngày 11 tháng 4. Trong suốt những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Lan luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm của bản thân về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng. Nhưng bà Lan vẫn mong muốn, kính xin hội đồng xét xử không xem bị cáo như là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB khiến cho tim bị cáo như bị rỉ máu. Không phải bị cáo làm dở, bị cáo đã làm hết sức mình, đặt mọi tâm huyết công sức của cá nhân, gia đình, bạn bè trong và ngoài nước vào ngân hàng SCB. Bị cáo không tin là đại diện Viện Kiểm sát đã cáo buộc mình là người thâu tóm, chủ mưu, cầm đầu và chi phối ngân hàng SCB. Là một doanh nhân nên hiểu biết pháp luật chắc chắn hạn chế, làm sao hiểu được những cáo buộc, hành vi mà Viện Kiểm sát đã truy tố. Một lần nữa, bị cáo Lan tha thiết xin hội đồng xét xử xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản, đề nghị xem xét lại các doanh nghiệp hiện nay đang vay tại SCB. Nằm trong 1.284 khoản vay với khoảng 300.000 tỷ không thuộc trách nhiệm của mình, bà Lan trình bày. Gia đình bị cáo tuy là người Việt gốc Hoa, nhưng bản thân chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Sau thống nhất, gia đình đã toàn tâm toàn ý gây dựng cơ nghiệp. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt định mệnh, bị đề nghị án tử hình.
vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không đo lường được lòng người, vì bị cáo tin và hy vọng có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu thành công ngân hàng SCB, bị cáo đã vận động bạn bè, gia đình, người thân trong và ngoài nước đã mang tiền bạc công sức vào đề án tái cơ cấu này. Bị cáo vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, khách quan. Bị cáo và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong suốt mười mấy tháng qua. Khi trở về trại tạm giam, hàng đêm bị cáo Trương Mỹ Lan luôn day dứt một câu hỏi: vì sao bản thân và gia đình phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Bị cáo vẫn nhớ rõ vào đêm bị bắt tạm giam, nhớ rõ từng ngày trong trại tạm giam, những tháng ngày phải chịu những cái rét của mùa đông miền Bắc hay những ngày nóng bức của phía Nam, bà Lan chua xót cho biết. Có nhiều lúc tuyệt vọng, bị cáo đã từng nghĩ đến cái chết. Chết vì tức, vì đã dấn thân mình vào thương trường, bị cáo nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam như muối xác vào lòng, bị cáo Trương Mỹ Lan nghẹn ngào. Chồng và cháu gái xin cho bị cáo Mỹ Lan được sống. Đứng trước tình huống trong gia đình có đến 3 người vướng vào vòng lao lý, trình bày lời sau cùng, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, đến tận giờ phút này, dù hết sức bình tĩnh nhưng bị cáo vẫn không tin vào ác mộng mà gia đình đang gánh chịu. Dù không biết tiếng Việt, trong suốt quá trình xét xử, tôi có cảm giác vợ tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những sai phạm, dù là sai phạm nhỏ nhất tại SCB. Cảm giác xót xa với người vợ tàu khang khiến tôi rất đau lòng, ông Cơ nói. Nếu như ngày trước sát cánh cùng vợ và hiểu được rủi ro, thì ông đã ngăn vợ tham gia vào cuộc giải cứu ngân hàng. Dù đó là lời kêu gọi từ ai, thì gia đình ông sẽ không rơi vào tấn bi kịch kinh hoàng, bị cáo Cơ cho biết. Bản thân là doanh nhân nước ngoài, khi đến Việt Nam, ông gặp duyên với bị cáo Trương Mỹ Lan, sinh ra những đứa con ngoan hiền và nghĩ có thể yên ổn cống hiến cho quê hương thứ hai của mình. Nhưng vì nước đi sai lầm, gia đình bị cáo đã rơi vào vòng tù tội, với mức án hình phạt nghiêm khắc và gần như là mất hết gia sản, bị cáo Cơ trình bày. Thay bị cáo Chu Lập Cơ, tòa nhà Times Square là tâm huyết, đứa con tinh thần, nhưng khi vợ cần, ông vẫn đưa vào SCB cho việc tái cơ cấu và không nghĩ việc làm ý nghĩa này đã đem lại hậu quả không lường được cho gia đình. Vợ tôi, như con thiêu thân, lao vào giông bão mà không biết được bao nhiêu nguy hiểm đang đón chờ mình và gia đình. Ông Cơ nói, cạnh đó bị cáo Cơ và gia đình đã có nhiều cống hiến trong đợt dịch Covid-19. Thay bị cáo Chu Lập Cơ, ông đã vô tình trở thành đồng phạm trong vụ án. Bị cáo Cơ cũng xin hội đồng xét xử xem xét cho vợ bị cáo được sống và cháu là Trương Huệ Vân sớm trở về với gia đình, lo cho con cái. Mong hội đồng xét xử cho tôi hưởng mức án nhẹ nhất vì quỹ thời gian của tôi còn rất ít. Tôi đã có tuổi và các con tôi còn quá non nớt, chưa đủ kinh nghiệm. Tôi cũng mong muốn gửi lời xin lỗi từ tận trái tim đến vợ khi để vợ đơn độc và phải tự đưa ra những quyết định trong quá trình kinh doanh lâu dài. Mong người vợ tàu khang thấu hiểu cho tôi. Bị cáo Cơ nói. Ngoài ra, bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng trình bày. Trong suốt những tháng qua, bị cáo đã học được nhiều bài học quý giá và những bài học quý giá nhất chỉ có thể học qua khổ đau. Sau tất cả, bị cáo sẽ cống hiến hơn nữa và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Như câu nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Bị cáo Vân xin hội đồng xét xử xem xét hành vi, hoàn cảnh phạm tội và tất cả giá trị phẩm chất và mở rộng lòng khoan dung với tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo phụ thuộc, nghe theo chỉ đạo cấp trên, các bị cáo lạc lõng khi mất lãnh đạo. Khi theo dõi lời sau cùng của bà Trương Mỹ Lan là cô của bị cáo, một người được mệnh danh là người phụ nữ không có nước mắt, tinh thần thép nhưng gần như đã tan nát cõi lòng khi đứng trước hội đồng xét xử. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử mở lòng độ lượng, xem xét cho số phận pháp lý của cô bị cáo. Có thể cô bị cáo có những phương thức kinh doanh cá biệt, làm biến động tiêu cực, nhưng những gì mà bị cáo nghe trong suốt phiên tòa không giống như Trương Mỹ Lan mà bị cáo được biết, bị cáo Vân trình bày. Theo bị cáo Vân, cô của bị cáo là người nhân từ nhất mà bị cáo được biết và là người dạy bị cáo sống phải biết điều, biết yêu thương con người và sau tất cả phải biết thượng tôn pháp luật. Xin hội đồng xét xử cho Trương Mỹ Lan thoát khỏi cái chết đang chực chờ để tập trung trí lực giải quyết hậu quả vụ án. Bị cáo Vân bật khóc. Chồng và cháu gái giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB ra sao? Trong số 86 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan, Trương Huệ Vân, cháu ruột của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ, Chu Nap Ki Eric, chồng của Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc giúp sức cho Trương Mỹ Lan gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân hàng SCB. Theo cáo trạng, Trương Huệ Vân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan nên được tin tưởng giao đứng tên cổ phần, góp vốn, tham gia quản lý nhiều công ty khác nhau thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại công ty cổ phần LaVie Food và giao cho Vân quản lý, điều hành.
bà Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân công ty để vay vốn tại ngân hàng SCB, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh khống, mua bán với công ty LaviFood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống tạo lập khoản vay rút tiền từ SCB. Năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền từ SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ là 2.800 tỷ đồng. Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng với số nợ lãi phát sinh là 25 tỷ đồng. Qua quá trình điều tra, Trương Huệ Vân đã nộp hơn tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả. Đồng thời, cơ quan điều tra đã thu giữ của Trương Huệ Vân hơn 7 tỷ đồng, phong tỏa 42 tài khoản của Trương Huệ Vân và 7 bị can khác với tổng số tiền là 1.731 tỷ đồng và 8,4 triệu USD, kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn 8 giao dịch bất động sản của Trương Huệ Vân và 6 bị can khác cùng các cá nhân đứng tên hộ, kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Cũng theo cáo trạng, đối với ông Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan nắm 99,26% cổ phần và là cổ đông giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Năm 2012, Trương Mỹ Lan đã trao đổi và thống nhất với chồng cùng lãnh đạo ngân hàng SCB để dùng tài sản ở Times Square làm tài sản đảm bảo, lập hồ sơ vay vốn tại SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ hợp nhất 3 ngân hàng thành ngân hàng SCB. Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị của công ty Times Square, chấp thuận thế chấp tài sản của công ty để bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức cho bà Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, bà Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn. Tính từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp vợ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng với tổng số tiền giải ngân là 29.441 tỷ đồng để cho bà Lan sử dụng vào mục đích riêng. Đến năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được, Trương Mỹ Lan thuyết phục Chu Lập Cơ sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại SCB nhằm gia hạn cho số nợ được đảm bảo là 35.541 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do Chu Lập Cơ ký hợp thức, thủ tục còn 46 khoản vay với tổng dư nợ là 39.217 tỷ đồng. Sau khi đối trừ các giá trị tài sản bảo đảm cho các khoản vay, cơ quan điều tra xác định Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bà Lan gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỷ đồng. Hiện, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn xin chuyển 1.350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân. Nguồn gốc số tiền này gồm 1.000 tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do ông Nguyễn Cao Trí bồi thường cho bà Lan và 350 tỷ đồng cho một cá nhân khác trả cho bà Lan. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng mong muốn chuyển thêm 300 tỷ đồng mà cá nhân trên trả cho bà để khắc phục cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân cũng cho biết chồng của bị cáo đã nộp thêm 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Cách thức mạng lưới 1.000 pháp nhân của Vạn Thịnh Phát hoạt động. Cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có hạt nhân là công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có vốn điều lệ là 13.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái mà không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật là bà Trương Huệ Vân, cháu bà Trương Mỹ Lan. Trong vụ án này, bà Vân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động cho vay. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có 4 cổ đông gồm bà Trương Mỹ Lan chiếm 60%, hai con gái bà Lan là Elizabeth Chu Duyệt Hân, Chu Duyệt Hằng chiếm 10%, Mary Chu Duyệt Phan, Chu Duyệt Phấn chiếm 10%, công ty Emerald đại diện là bà Trương Huệ Vân chiếm 20%. Trong hệ thống Vạn Thịnh Phát, hơn 1.000 công ty được chia thành công ty con, công ty thành viên ở trong và ngoài nước chia thành nhiều tầng lớp với 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau gồm nhóm định chế tài chính, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhóm các công ty ma tại Việt Nam và cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài. Có 3 doanh nghiệp quan trọng trong vụ án gồm công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, công ty cổ phần đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú. Các công ty này nắm giữ nhiều dự án lớn như công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát có dự án ở khu dân cư Sterling Residence thuộc khu đô thị mới Nam Thành Phố ở huyện Bình Chánh với quy mô 264.633 m2.
công ty Peninsula sở hữu dự án khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dự án là gần 1,2 triệu mét vuông. Hiện dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất. Tòa nhà Times Square tại Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Một số công ty có hoạt động kinh doanh tạo doanh thu cho nhóm Vạn Thịnh Phát như công ty Windsor, công ty An Đông, công ty Times Square Việt Nam, công ty Thiên Phúc, công ty Vinametric, công ty Bông Sen, công ty Sài Gòn Artisan và công ty Lavifood. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn thành lập nhóm các công ty ma, thuê người đứng tên thành lập công ty dưới vai trò là người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên góp vốn, tìm địa chỉ đặt trụ sở, chọn ngành nghề kinh doanh. Nhóm công ty này không có hoạt động kinh doanh, chỉ đứng tên khoản vay, lập phương án vay vốn khống để bà Trương Mỹ Lan hợp thức hóa rút tiền ngân hàng SCB. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.